Messi đã tập luyện, ngày trở lại thi đấu được ấn định. Theo huấn luyện viên Tata Martino, Messi đã ra sân tập luyện các ngày gần đây, nhưng chỉ tập riêng, chưa tập chung cùng các cầu thủ sắp thi đấu. Ông xác định, danh thủ 37 tuổi này sẽ thi đấu vào ngày 15 tháng 9 khi Inter Miami gặp Philadelphia Union. Messi chưa tập luyện chung cùng tất cả các cầu thủ, nhưng anh đã ra sân tập riêng cùng các chuyên gia thể lực. Chấn thương và quá trình hồi phục thể chất, thể lực của Messi đang tiến triển rất tốt, huấn luyện viên Tata Martino chia sẻ trong cuộc họp báo trước trận Inter Miami tiếp Fan Club Cincinnati lúc 6 giờ 30 ngày 25 tháng 8 tại giải MLS. Ngày trở lại thi đấu của Messi không còn xa và đã được ấn định, chính Messi đã quyết định không góp mặt cùng đội tuyển Argentina thi đấu các trận đầu tháng 9 tại vòng loại World Cup 2026. Vì anh vẫn chưa sẵn sàng. Messi vẫn cần thêm các buổi tập trước khi trở lại một cách đầy đủ nhất. Khả năng cậu ấy sẽ thi đấu ở trận gặp Philadelphia Union ngày 15 tháng 9, huấn luyện viên Tata Martino nhấn mạnh. Thông tin này giúp các cổ động viên Inter Miami đầy phấn khởi khi họ sắp chứng kiến danh thủ 37 tuổi người Argentina trở lại thi đấu sau thời gian vắng mặt quá lâu. Tính đến nay, Messi không thi đấu cho Inter Miami đã hơn 2 tháng rưỡi, một phần nguyên do vì anh cũng dính chấn thương nặng ở trận chung kết Copa America hồi giữa tháng 7. Euro và Copa America khép lại, kỷ nguyên Messi, Ronaldo cũng đã kết thúc. Dù đã hồi phục chấn thương mắt cá chân, nhưng Messi vẫn cần tập vật lý trị liệu, tập hồi phục các cơ bị ảnh hưởng và phục hồi khả năng vận động ở mắt cá chân sau một thời gian dài không tập luyện, theo tờ Diario Ole, Argentina. Messi sẽ tiếp tục vắng mặt trong hai trận sắp tới của Inter Miami gặp Fan Club Cincinnati ngày 25 tháng 8 và trận gặp Chicago Fire Fan Club ngày 1 tháng 9 trên sân khách, trước khi trở lại thi đấu trận đầu tiên từ sau Copa America là trận gặp Philadelphia Union trên sân nhà Chaser ngày 15 tháng 9. Dù chấn thương, nhưng Messi luôn theo sát và động viên các đồng đội, ban lãnh đạo Inter Miami cần Messi trở lại một cách hoàn hảo nhất là ở giai đoạn thi đấu tại vòng playoff tranh ngôi vô địch MLS Cup từ cuối tháng 10. Do đó, việc huấn luyện viên Tata Martino thể hiện sự thận trọng, không vội vã với tình hình chấn thương của Messi, cho thấy họ đã chuẩn bị chu đáo nhất với kế hoạch này. Messi chắc chắn sẽ thi đấu một vài trận trong 9 vòng tính điểm còn lại của giải MLS, nhưng mục tiêu chính là tại vòng playoff. Tờ AS, Tây Ban Nha, đánh giá. Cùng diễn biến, câu lạc bộ Inter Miami đang xúc tiến việc đàm phán gia hạn hợp đồng với hai danh thủ Luis Suarez và Jordi Alba, những người thi đấu cực kỳ xuất sắc trong thời gian Messi vắng mặt vừa qua.